mình làm như thế thì mình cũng bị hoài nó sao đâu nghe. Nói chung hồi hồi nhỏ đó lúc chị đi bán rồi, lúc đó chị mới 13 tuổi à. 13 tuổi rồi đi bán rồi xong rồi cái bán, tại vì bán cũng đông lắm. Bán vừa bán công nhân vừa bán học sinh á. Trên cái số người nó đông lắm cho nên mình bán đồ cái nó nhanh đấy, nó cái thao tác mình nhanh đến nó quen tay chứ không có gì đâu. Nhìn cái cách chị làm nhìn chuyên nghiệp mà đúng không? Nhìn nhanh nữa. Nhìn ngon nữa. Yeah.